Ba mấy ngày lên lên nè, chà quăng cái tôm phân quá trời đó, bị hỏng sang qua nó trong thành quá đó. Nước đục quá ha, nước này nhìn như nó có phèn hay sao ha. Chắc con muốn đây ta là thường chứ. Đó tại xử lý cái dòng đó nước đỏ. Vậy mà nó thấy trong mình xuống ở thành phố Bến Tre của chú anh chị mình, và cái ao này của anh Nhân, anh Thắng nè ha, cũng nay nó cũng về cũng ba mấy ngày. Em cũng có xuống đây một lần của chú anh chị mình, nay quay lại nè, nhịp hai của chú anh chị mình. Tôi đâu có gặp thầy, nói thầy thường có dung con nghe chứ chạy xe rớt dưới sao được. Hai cái lá gì vậy? Cắt. Làm gì? Ai biết thầy Thắng hay chưa Thắng gì mà cổng. Nè. Ồ, giường 6, giường 6. 6. Dảnh không chạy chơi tôi con. Ừ, nó cứng mà, nó bơm cát lên. Tại vì cỏ nó lên thôi. Đi đợi. Ê, cái này dễ gì mà không? Không, cứ ngắt hả? Tôi đủ đi xe du lịch, tôi mê, tôi đi lên đi xuống vậy đó chứ. Thái, để cho đi đó chứ, không phải là... Không, thì không nhớ không? Đâu. Mát quá rồi, nó khỏe quá. Cứ lấy ngày ngày xuống luôn. Ôi. Qua đây nè. Để được chưa? Nè, đừng lấy lại lấy. Lấy đây luôn, đây nè. Rồi vậy thôi, lấy.
nó lắc vào chút gì đâu. Được rồi, để vậy đi. Đã vô nhà ổng chơi mà giờ không lẽ ổng cho mình đậu xe. Ừ. Đâu còn nhà ai nữa đâu. Nhích lên trời ồ chạy xuống lọt xuống cái luôn. Không có người khiêng lên à. Đi hoài. Chạy lên chạy xuống, chạy lên chạy xuống vậy. Đây chỗ khu nuôi của anh Thắng chị. Ôi ao bự quá anh Thắng. Giờ bị ngá giờ hết còn ao này dữ sự à. Dài dữ à. Quá gì mà. Ở đây có phèn à, nó thấy nó vàng vàng. Cây này coi chừng là có mốt đi nó gãy nó xuống nó mục rồi nè. Hết rồi tôm nó vô trong nhỏ. Mười mấy ngày đây đẹp quá anh, mười mấy ngày. Bữa mùng 4 nay nhiêu? 19 rồi. Vô ngá còn bự hơn vậy nữa. Ồ, 19 ngày hả? Ừ. Ủa, 19 ngày ao này tốt ghê ta. Ừ. Phát triển tốt quá nè anh. Nó vô ngá bự. Bắt con cá kìa. Bự hơn vậy không? Bự hổm ngọc nó rồi, bắt nó ra. Mấy này là đẹp á. Bỏ miếng màu rồi vô là. Trứng nhỏ không? Trứng nhỏ mà con lớn không à. Đúng rồi, tôm rồi xung. Từ từ đi được rồi, nó ngại cái gì? Một vậy. Còn nhà trong kia có ai? Ông già tôi thứ ba, bà thứ bảy. À, của dòng họ không mà. Con ruột hả? Bề ngang nhiêu, 90 mét ngang nhiêu? Ngang 4 lòng 7 à. Ao này chắc ba trên 3.000 hả? 3.7, 3.8, 3.7. Nước khoáng đẹp, nước nhẹ nước. Có 17, 18 ngày thì ngon hay? Ngon, ngon. Nó không có mồi mà nó vô vậy tôm ngon lắm á. Cứ kia gì đâu mà, của nhà mà. Chạy nó đi không giữa đường, nó đi xe tôi phái á. Đi quên chết rồi. Con hãy đứng chơi đi, cháu mình nhẫn mà đưa cậu lên. Có đường lậu quá làm gì. Nào mà đi, này lắng đèn ngon lắm. Đi làm nha. Để ông đi rồi mà nhìn sao vậy vậy? Thôi để em chở cho bà cụ đi cho. Để em chở bà cụ đi cho khỏe tới đó và em chở vô. Dạ. Dạ. Mấy anh em cũng ghé ở khu nuôi của anh Thắng ở ngoài Mỹ An của chú anh chị mình. Thì giờ là ra nhà của anh, nhà anh Thắng ở thành phố. Thì ngày mai em về Long An luôn của chú anh chị mình. Xỉn đó của chú anh chị mình ơi.